Thưa quý vị, hậu quả của vụ đánh bom ở Taji tính từ Baghdad. Các vụ đánh bom ở Iraq trong ngày thứ hai đã làm ít nhất 12 người chết. Thị trấn Taji nằm cách thủ đô Baghdad về phía bắc khoảng 20 cây số. Một trái bom đã nổ trong một tiệm ăn làm 7 người chết. Một trái bom gắn trong một chiếc minibus làm 2 người chết và 7 người bị thương. Chủ nhân của một cửa tiệm gần tiệm ăn nói rằng nạn nhân đều là công nhân nghèo khó. Trong lúc đó, một tên đánh bom tự sát, giả dạng cảnh sát, đã nổ bom tại cổng vào của một trạm cảnh sát ở thành phố Fallujah của tỉnh Anbar, trong lúc cảnh sát đang tập trung bỏ phiếu làm 3 người chết. Cuộc bầu cử hội đồng tỉnh Iraq đã tổ chức trong tháng 4, nhưng chính phủ đã cho hoãn bầu cử ở tỉnh Anbar và Nineveh vì tình trạng an ninh. Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 6, nhưng cảnh sát phải bỏ phiếu sớm. Các vụ tấn công gia tăng trong các tháng gần đây tạo lo ngại Iraq sẽ quay lại thời kỳ xung đột giáo phái vào năm 2006 và 2007. Theo Liên Hiệp Quốc, trong tháng 5, đã có trên 1.000 người chết ở Iraq, là tháng đẫm máu nhất kể từ năm 2007.